chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn hoằng thệ nguyện đều bao quát tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ở trong đó. Hoằng thệ nguyện thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phải thường suy nghĩ đã độ tất cả chúng sinh chưa? Còn phải đạt tới cảnh giới độ như không độ. Đức Như Lai độ tất cả chúng sinh mà chẳng có một chúng sinh diệt độ, nghĩa là đã độ chúng sinh như chưa độ, tức là độ chúng sinh mà chẳng chấp trước tướng độ chúng sinh. Nhưng nếu chưa độ chúng sinh thì không thể tự nói đã độ. Chúng sinh nhờ chúng duyên hòa hợp mà sinh, từ 12 nhân duyên diễn biến mà thành người, con kiến cho đến vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không nên tìm chúng sinh bên ngoài, trong tự tánh của con người đã có vô lượng chúng sinh. Hiện nay khoa học đã tiến bộ, có thể chứng minh trong thân thể con người có rất nhiều vi khuẩn và vi sinh vật, trong ngũ tạng lục phủ có vô lượng chúng sinh. Người ăn động vật cũng là chúng sinh, như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá, vân vân. Trong những loại thịt đó có rất nhiều vi khuẩn. Con người ăn những thứ thịt đó vào trong bụng thì sẽ có những chủng tử vi khuẩn đó. Ăn loại chúng sinh nào nhiều thì thành quyến thuộc của loài đó. Nhân duyên càng sâu dày, trói buộc chẳng thể phân ly. Người ăn thịt heo nhiều thì có cơ hội sinh làm heo, người ăn thịt bò nhiều thì có cơ hội sinh làm bò. Vậy, ăn nhiều gạo có phải cũng biến thành gạo? Gạo là vô tình, mà chúng sinh là hữu tình. Nếu ăn nuốt hữu tình chúng sinh, thì sẽ sinh làm hữu tình chúng sinh. Ăn vô tình chúng sinh, thì sẽ trợ giúp tăng trưởng pháp thân huệ mạng. Nếu ai chẳng ăn loài chúng sinh nào, tức là độ loài chúng sinh đó, độ tức là độ qua biển khổ, lên bờ niết bàn bên kia. Nếu chúng ta minh bạch đạo lý bên trong của nó, thì không nên ăn thịt chúng sinh. Trước kia có người ăn thịt, sau khi chết, đến chỗ vua Diêm Vương, tất cả loại thịt chúng sinh mà anh ta đã ăn qua trước kia đều đến đòi nợ với anh ta. Xong, anh ta còn tự biện hộ cho mình, nói: tuy nhiên, tôi ăn thịt, nhưng tội chẳng riêng mình tôi, tội do người bán thịt. Do đó, vua Diêm Vương truyền kêu người bán thịt đến, thì người bán thịt cũng tự biện hộ: sở dĩ tôi bán thịt là có người mua, nếu chẳng có người mua thì tôi đâu có bán thịt. Người bán thịt với người ăn thịt tranh luận với nhau, sau đó hai người đổ hết trách nhiệm lên ông đồ tể. Vua Diêm Vương lại kêu ông đồ tể đến, thì ông đồ tể cũng biện hộ nói: tôi là đồ tể, nhưng có người mua thịt, có người ăn thịt, nên tôi mới sát sinh. Nếu chẳng có ai mua, chẳng có người ăn, thì tôi đâu có sát sinh. Do đó, ai cũng nói lý của mình. Kết quả, vua Diêm Vương mới phán quyết: người ăn thịt phải trả nợ máu. Có thể thấy ăn loài chúng sinh nào thì kết duyên với loài chúng sinh đó. Do đó có câu: trong chữ thịt có hai người, người ở trong che đậy người ở ngoài, chúng sinh vẫn ăn thịt chúng sinh, suy gẫm kỹ thì người ăn người. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: dê chết làm người, dê có thể làm người, thì heo bò cũng có thể làm người. Nếu chưa khai mở thiên nhãn thông thì không thể quán sát được nhân duyên của nó, cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn thịt chúng sinh nhiều rồi thì tánh giác vốn có sẽ mai một đi, biến thành ngu si. Cho nên chúng ta muốn độ chúng sinh, trước hết phải giữ giới sát sinh, không ăn thịt chúng sinh. Nếu muốn độ chúng sinh thì trước hết độ tự tánh chúng sinh. Độ sinh còn phải lìa tướng, chẳng chấp trước những gì có hình tướng. Hoằng nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não của con người trong sự bất tri bất giác sinh ra thì vô minh hiện tiền. Sinh phiền não
thì sẽ thiêu sạch công đức pháp tài. Hoằng nguyện thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kinh Phật nhiều vô lượng. Năm qua bạn học kinh Lăng Nghiêm, năm nay bạn học kinh Pháp Hoa, Tâm Kinh, kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng. Mỗi bộ kinh đều có đạo lý khác nhau, nhiều như số cát sông Hằng, vô cùng vô tận. Trong Phật giáo có Pháp Đại Thừa, Pháp Tiểu Thừa, Pháp Bốn Diệu Đế, 12 Nhân Duyên, 37 Đạo Phẩm. Có 8 dạng 4.000 pháp môn. Học một pháp môn thì cần đến 8 dạng 4.000 kiếp. Hà huống tuổi thọ của một số người chỉ có 3 dạng 6.000 ngày. Pháp môn chưa học hết thì đã chết mất. Xong, tuy là học không hết cũng phải học. Trên thế gian có nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng có ai biết hết các ngôn ngữ. Ngôn ngữ còn phức tạp nhiều như thế, huống chi là văn tự. Văn tự thiên biến vạn hóa, thật chẳng dễ gì học. Trang Tử có nói, đời tôi thì có hạn, mà sự biết thì vô hạn. Dùng năm tuổi có hạn, học sự hiểu biết vô cùng tận, học chẳng hết được. Học Phật Pháp sao lại phải ngồi thiền? Tức là học vô lượng kinh điển trong tự tánh của chúng ta. Trong tự tánh của con người vốn có vô lượng pháp môn, mà con người bỏ gốc tìm ngọn, truy cầu bên ngoài, chẳng biết hồi quang phản chiếu. Trong Tâm Kinh có nói rằng, hồi quang phản chiếu, quán tự tại tức sinh bát nhã. Chiếu thấy năm uẩn đều không, năm uẩn đều không thì các pháp khác cũng không. Hằng ngày tỉnh tọa tức là hồi quang phản chiếu, phải siêng tu các pháp môn. Không thể một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Hoằng thệ nguyện thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo cao quý nhất trên thế gian. Thế Tôn là bậc chí tôn của thế gian và xuất thế gian. Thành Phật mới là chỗ về cứu kính của hết thảy chúng sinh. Cho nên phải phát thệ nguyện thành Phật, cũng phải độ chúng sinh cùng thành Phật đạo. Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Đừng cứ lo chuyện của thiên hạ, nào là họ không tốt, họ chẳng đúng. Đừng xem lỗi lầm của người khác, nên trừ khử sạch vọng tưởng ở trong tâm của chính mình, nên nhìn thấu buông xả đặng, chứng được trung đạo liễu nghĩa. Mỗi ngày đều bình thường yên ổn giữ trung đạo thì sẽ có ngày khai ngộ. Khai ngộ tức thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di
Nam mô A Di Đà Phật.